Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tạo miễn dịch trong cộng đồng, nhiều quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người dân vào buổi tối. Ghi nhận vào tối qua, người dân tại khu vực phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến hành lang chung cư Giai Việt để được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Quận 8 hiện đang phối hợp với Đại học Sài Gòn vận động một số y bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện tham gia tiêm vaccine cho 4.000 người dân tại khu vực này. Theo đó, quận 8 sẽ thí điểm tiêm vaccine lưu động vào ban đêm từ 18 giờ đến 22 giờ hoặc 23 giờ hơn. Việc triển khai tiêm vaccine vào ban đêm cũng tận dụng được khoảng thời gian mát mẻ, tránh nắng nóng cho người dân, nhất là trong việc xếp hàng chờ đợi. Nhiều người cũng sẽ không vướng bận công việc ban ngày hay việc gia đình sẽ có phần thong thả và thoải mái hơn.